Campuchia đưa ra biện pháp cứng rắn đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Chán nản với sự thờ ơ của những người dân từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19, Bộ Y tế Campuchia có kế hoạch đưa ra biện pháp không tiêm chủng, không việc làm để đảm bảo ngăn chặn COVID-19 và các biến thể của nó không trở thành đại dịch. Trước sự thờ ơ của một bộ phận người dân về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi cơ bản và mũi tăng cường thứ ba, Bộ Y tế Campuchia đang xem xét, nghiên cứu để đưa ra biện pháp cứng rắn buộc người dân phải chấp hành những quy định phòng, chống dịch COVID-19 do chính phủ và Bộ Y tế Campuchia đã ban hành. Trong đó có biện pháp không tiêm chủng, không việc làm. Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Hock Kim Chen cho biết, Bộ Y tế Campuchia buộc phải thực hiện biện pháp cứng rắn nhằm bảo vệ cộng đồng. Tránh COVID-19 lây lan tạo ra một làn sóng dịch bệnh mới, đồng thời nhấn mạnh, biện pháp này thậm chí sẽ áp dụng cho những giáo viên từ chối tiêm chủng. Họ sẽ không được tới trường để dạy học bởi có thể sẽ lây lan cho những học sinh. Đối với những người không được tiêm vaccine ngừa COVID-19 do vấn đề sức khỏe nên tham khảo ý kiến bác sĩ một lần nữa để xem xét về tất cả khả năng tiêm chủng. Trong trường hợp không thể tiêm chủng, những công dân này sẽ được cấp giấy xác nhận từ Bộ Y tế về việc không thể tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, vào ngày mùng 3 tháng 1 vừa qua, chính phủ Campuchia đã triển khai chiến dịch tiêm mũi tăng cường thứ ba lần thứ hai cho toàn thể người dân. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai, tỷ lệ người dân đi tiêm chủng vẫn ở mức thấp. Tính đến ngày mùng 7 tháng 2, có hơn 5,8 triệu người Campuchia đã tiêm mũi thứ ba và hơn 513.000 người tiêm mũi 4. Theo thông báo của Bộ Y tế, hôm nay, mùng 8 tháng 2, trong 24 giờ qua Campuchia đã ghi nhận thêm 102 trường hợp mắc COVID-19. Nâng tổng số ca COVID-19 trên cả nước là 121.983 trường hợp, trong đó có 3.051 trường hợp tử vong. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.